Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cái bài cài đặt dịch vụ NAT. Thì để cài dịch vụ NAT tôi sử dụng hướng dẫn các bạn cách sử dụng là xài dịch vụ NAT trên Win Server 2008 luôn. Rồi trước khi để học thì tôi xin hướng dẫn là tôi có chuẩn bị một cái máy 2008 server và cái bản 2003 server. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái bản 2008 server lên và cái bản 2003 server để tôi cấu hình. Cái bản 203 server này tôi dùng làm máy client và máy chạm. Còn tôi cái bản 208 này là server này thì tôi dùng là máy server, là Win server để chuyển đổi dịch vụ. Ví dụ như bây giờ cái máy bên trong, tôi lấy ví dụ như máy này của tôi là máy từ bên trong tôi đang sử dụng. Mà tôi muốn ra ngoài được internet hoặc là ra ngoài thì tôi phải qua cái máy 208 này tôi mới ra. Tôi lấy cái màn hình 203 này là máy từ ngoài internet vào trong. Còn cái máy bên trong này là của tôi, là máy này tôi sử dụng Win 7. Tôi muốn ra được ngoài internet thì tôi phải qua cái máy 203, thì tôi phải qua cái máy này rồi tôi mới đi ra máy này được. Còn máy này tôi lấy ví dụ là máy 203 từ ngoài internet truy cập máy của tôi, thì tôi muốn cho nó chia sẻ được dữ liệu giữa các cái hai, giữa cái bên trong và bên ngoài, tức là giữa bên trong và bên ngoài của mạng, thì chúng ta sẽ cấu hình dịch vụ NAT. Thì đầu tiên tôi dùng cái máy đơn này các bạn, thì tôi sẽ cấu hình IP cho nó. Tôi property cái mạng này này, cái network này. Tôi giờ cái mục chain này. Rồi ở đây thì tôi có cái mạng, thì đây là tôi sẽ sử dụng cái nào tôi không sử dụng tôi disable đi để cho các bạn đỡ bị rối mắt. Rồi thì ở đây các bạn thì tôi sẽ sử dụng cái cạc 8 này, network 8 này. Thì mặc định khi tôi cài cái phần mềm WinRAR 9 chấm này, khi tôi cài xong thì tự động sẽ tạo ra hai cái cạc là NAT1 và NAT8. Thì tôi sẽ dùng NAT8 để tôi giao tiếp với cái phần mềm ảo này. Rồi thì NAT8 là tôi sẽ đặt IP cho nó luôn. Từ từ để tôi mở lên để tôi tắt cái dịch vụ IP của DHCP của cái phần mềm VMware nó đang cấp mặc định. Thì tôi vào đây tôi tắt đi ha. Ta sẽ cài IP tĩnh các bạn cho nó dễ sử dụng. Mặc định nó đang cấp, tôi sẽ tắt nó đi. Ta bỏ cho check chọn đây các bạn này ha. Trong ô này xong chọn apply cho nó cập nhật. Tương tự như vậy các bạn bỏ cho cạch NAT này cũng vậy ha. Các bạn cũng chỗ đây rồi apply. Rồi ok ha. Sau khi tắt xong dịch vụ rồi các bạn thì tôi sẽ bắt đầu đặt IP cho nó. Tôi ví dụ mạng bên trong của tôi là 1.1.1.2 đi. Tôi sẽ default ra cái chỗ về IP server của tôi. Bên máy Win 8 á, Win server 2008 của tôi là 1.1.1 ha. Rồi, ok. Còn cái cạc này thì tôi không sử dụng nữa đâu. Tôi sẽ đóng luôn. Thôi cạc này thì cũng được, không sao cả. Không thích thì các bạn có thể đóng cũng được. Các bạn đóng thì nó bị lỗi các bạn. Thôi chúng ta để lại đi. Khi tôi đóng thì nó bị báo lỗi các mạng, không thì tôi xem mạng ở bên đây. Ở đây tôi sử dụng có hai version, thì tôi dùng cái version 4 tôi sử dụng. Rồi ok, như vậy ta đặt IP xong rồi đó các bạn. Rồi đặt IP xong thì tôi sẽ quay về cái máy Win 8 này để tôi cấu hình IP cho nó, IP server. Tôi phóng lớn cho các bạn để xem, để quan sát. Giờ ta chọn một Manager Network Connection. Sau khi chọn được mục này thì màn hình nó xuất hiện ra, các bạn thấy đây nó chỉ có một cái cạc mạng duy nhất thôi. Như vậy mà để sử dụng thêm các cái cạc mạng khác nữa thì chúng ta phải add vào các bạn. Mặc định cái cạc này nó sẽ kết nối với bên ngoài, tức là nó sẽ kết nối với máy ảo á, chứ nó chưa có cạc mạng để kết nối với cái máy chính của chúng ta.
Ở đây tôi sẽ sử dụng thêm một cái cạc nữa bằng cách tôi nhấp chuột phải vào đây này. Và cái máy 28 này các bạn ha. Đó, tôi trên cái tiêu đề này tôi nhấp chuột phải vào đây, tôi chọn một setting. Tôi sẽ add thêm một cái cạc mạng nữa. Đó, tôi chọn network. Add. Tôi sẽ add cho nó cạc mạng. Rồi, net. Và ở đây tôi sẽ sử dụng cái cạc, tôi sẽ chọn custom và tôi chọn cạc là NAT 8. Ok. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ máy này nó sẽ tự động khởi động lại và nó sẽ thêm cái cạc NAT 8 vào. Rồi sau khi nó ép xong các bạn phải đợi chút nhé, nó đang cài cái phần cứng driver này. Rồi nó đang cài các bạn. Rồi sau khi nó đã cấu hình thành công rồi, nó cài là thành công, tôi sẽ lấy cái cạc này và tôi đặt cái IP cho nó đi. Cái này nó sẽ kết nối với cái mạng bên trong, tức là cái máy Win 8 của tôi rồi. Quân bãi của tôi thì tôi sẽ đặt là 1.1.1.1.1 đó là IP của nó thì phấu rơi khỏi ha. Rồi xong vi xong rồi tôi chọn ok các bạn. Ok, tôi có thể rename, tôi đặt cái tên cho nó dễ nhớ. Đó, lên 1.1. Rồi. Và cái này thì tôi sẽ đặt luôn cái IP để kết nối với cái mạng bên trong. Property tôi đã đặt cái IP cho nó. Cái này tôi sẽ đặt một lớp khác đi, 172. 16. 11. Rồi, cái này tôi là của server, tôi không đặt default gateway nữa. Tôi sẽ đặt cái này nó là one này các bạn ha. One thì nó kết nối bên ngoài. Rồi tôi đặt cái ghi chú cho nó dễ, cho các bạn dễ quan sát hơn. Rồi các bạn, sau khi tôi đã có được cái server này rồi thì bây giờ trước tiên là tôi đặt IP xong, tôi qua tiếp máy 203 này, tôi đặt IP cho nó nữa. Rồi, tôi cũng qua đây, nhấp phải vào network property. Rồi đây là cạc này, là cạc LAN ha. À, one. Này tôi sẽ đặt là 172 16 1 12 ha. Tại vì nó là máy client mà, nó vào tay lên máy chạm, ta không cần nữa, đặt vào đây. Đó, máy chạm thì chúng ta đặt IP 1.2. Rồi ta chỗ về cái default gateway về cái máy kia, về máy chủ 172.16.1.1. Ta chỗ được đây, cái thực ra cái default gateway tức là ta chỉ đừng đi đến nhanh nha các bạn. Ta chỉ đừng đi, ta đi qua cái cổng nào. Trong trường hợp LAN của ta có nhiều máy server, nhiều cái router để ra ngoài vào trong, chúng ta sẽ đặt đi qua cổng nào. Rồi sau khi xong rồi các bạn thì tôi đứng đây tôi thử ping với cái máy server xem.
172 đúng không? .16.1.1. Rồi, có thể là máy server đang cài cái tường lửa nên nó các bạn nó sẽ không có sử dụng được. Tôi sẽ tắt tường lửa của server đi. Và đây các bạn này. Đây đúng rồi, tường lửa đang bật nên là cái ta bình nó không được, nó bị chặn bình. Ok ha. Rồi, sau khi ok xong, tôi quay lại đây tôi kiểm tra. Rồi các bạn, nó đã bình thông. Như vậy bây giờ chúng ta đã bình với server thông, bây giờ ta sẽ bình với cái máy 1.1.1.1 xem của server bên kia vừa đó thông chưa ha. Chưa thông các bạn đúng không? Rồi ta bình luôn cái máy 1.2, 1.1 không thông thì chắc là 1.2 chắc chưa thông đó các bạn. Rồi đúng rồi đó ha, nó chưa thông được. Như vậy để mà thông được chúng ta phải cài cái dịch vụ đó các bạn, đó là NAT. Chúng ta sẽ cài NAT để chúng ta kiểm tra. Rồi, như vậy là cái này đã thông với máy chủ rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ bình máy chủ xem. 172 đúng không? .1 .2 Rồi, thông luôn. Chúng ta bình tiếp với lại 1.1.1.2. Rồi, máy server bình ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái máy client, tức là máy này, chúng ta bình về server thử. Chữ T cho nó relay liên tục ha. Chúng ta nên gọi chữ T cũng được. Rồi, nó bình với máy chủ thông rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bình tiếp với cái máy 172.16.1.1 ha. Cũng là cái cạc của cái máy 208 server mà kết nối với cái mô hình bên ngoài. Như các bạn thấy thì nó cũng không thông rồi. Vậy chúng ta sẽ bình với máy 1.2 xem. Và cũng tương tự như kia, 1.1 không thông, chắc 1.2 nó cũng chẳng thông rồi. Rồi các bạn, như vậy nó không thông. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt đầu cài NAT trên máy 208 để kết nối hai cái mạng này lại với nhau. Đấy, các bạn thấy mạng trong này nó không binh ra được, mà bên ngoài nó không binh vào bên trong được, nó chỉ binh với server thì được thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ cấu hình NAT. Tôi để nhỏ này cho các bạn sẽ quan sát theo dõi cái quá trình kiểm tra thông mạng của chúng ta, tại vì có nhiều cái cách kiểm tra lắm. Tôi dùng binh cho nó dễ, các bạn có thể dùng các dịch vụ khác và kiểm tra. Rồi, và đây là tôi bắt đầu cài NAT thì tôi không lớn này, các bạn để xem. Tôi vào Star Server Management ha. Tôi cấu hình, tôi đang cấu hình trên 2038 các bạn, Windows Server 2038. Rồi giao diện xuất hiện, chúng ta chọn mục Row. Thì mặc định cái mục Row này nó đang tối này, chúng ta phải đợi nó sáng lên. Rồi, sau khi nó sáng lên chúng ta check chọn và nhấp chọn vào đây ha, click vào đây. Rồi chúng ta để mình mặc định luôn các bạn nhé. Ở đây chúng ta đang cài cái NAT thì chúng ta chọn mục này, nhấp check chọn vào đây ha. Rồi NAT luôn. NAT. Ở đây chúng ta đang xài cái chức năng của NAT. Các bạn muốn thì cài thêm cái dịch vụ này vào. Rồi, NAT. Đây tôi chỉ chọn có hai mục thôi ha. NAT. Rồi chúng ta đợi quá trình cài đặt. Thực ra để cài cái NAT trên server 2.8 này thì các bạn thấy nó rất chỉ là dễ. Dễ hơn cái NAT ở 2.3. Tại vì 2.8 hỗ trợ nhiều đó các bạn.
Rồi, như vậy là quá trình cài đặt đã thành công các bạn. Chúng ta bắt đầu qua bước cấu hình. Thì sau khi các bạn cài xong thì các bạn thấy nó sẽ có cái mục là NAT server dưới đây ha. Đấy, các bạn muốn xem hướng dẫn cấu hình thì nó có cái mục hướng dẫn luôn đây cho nên. Rồi, sau khi cài đặt xong các bạn chọn vào đây này. Một rule, rule này. Thì trong rule này chúng ta vừa cài đặt xong các bạn đây này. Thấy nó đang ở đống đỏ này, tức là cái nó chưa các bạn sử dụng đâu. Nên nó sẽ bị lỗi đó các bạn. Như vậy thì ta sẽ check, ta chọn vào đây. Chúng ta nhấp chuột vào cái nút này các bạn này. Routing remote set. Remote access connection manager. Rồi chúng ta chọn vào nó, chọn nút start để cho nó chạy. Tương tự mục này chúng ta cũng chọn luôn. Nó báo bị lỗi rồi. Như vậy bây giờ xong rồi, sau khi chúng ta đã cài đặt và cấu hình xong rồi. Nhưng mà nó vẫn còn bị lỗi đây các bạn. Rồi chúng ta chưa có config nữa mà. Nên chúng ta nhấp chuột phải chúng ta chọn config luôn. Net. Ở đây chúng ta chọn cái custom đi các bạn. Rồi và ta chỉ sử dụng NAT, ta chọn mình NAT thôi. Rồi, NAT, finish. Ok ha. Rồi bấm start để cho nó kích hoạt cái save it lên. Rồi sau khi xong chúng ta bấm nút finish ha. Nhưng mà để cho nó đang thì ta lại cái remote access. Khi nào ra màu xanh lúc này chúng ta sử dụng được thì lúc này hai mạng chúng ta có thể là sẽ thông. Rồi chứ các bạn, như vậy là nó đã màu xanh rồi. Rồi bây giờ chúng ta thử tắt đi, chúng ta xem về nó thông chưa. Các bạn thấy thì bây giờ cái mạng này của chúng ta đã bình thông. Chúng ta từ bên trong, chúng ta đã bình được ra bên ngoài. Chúng ta đã bình được với máy server máy chủ này, IP của máy chủ bên kia, cái cạc mạng bên kia. Chúng ta thử bên đây coi. Rồi, bên ngoài bên trong này các bạn thì chúng ta đã bình được ra bên ngoài rồi các bạn này ha. Các cạc mạng của chúng ta đã bình được từ bên bên trong này, chúng ta đã bình được ra bên ngoài rồi. Nhưng mà bên ngoài này lại có một cái này là nó chưa bình ra được, nó chưa bình ra được cái vào bên trong được, nó chưa vào bên trong được. Thử ta thử coi nhé. Bây giờ chúng ta thử bằng cách chúng ta sẽ tạo một cái folder này. Ta ghi là queen 2003 đây ha. Chúng ta chia sẻ dữ liệu xem. Chúng ta chọn nút đối với cái bản 203 này, này mà muốn vào được 208 thì thông thường chúng ta nên share cái chế độ F1 luôn, chứ nếu không thì nó không truy cập được các bạn. Rồi chúng ta đứng từ bên đây chúng ta vào cái máy 203 bên kia vào 172 đúng không, .16.1.2 ha. Rồi ok, nó báo là chúng ta từ bên trong này, trong internet, từ bên trong của mạng LAN chúng ta sẽ dây ra hết được. Nhưng mà chúng ta vào cái máy kia với cái quyền gì? Nếu mà người ta có quyền mà cho mình vào được á. Rồi, chúng ta ok. Nó báo là chúng ta không có quyền, chúng ta thấy là còn thiếu username password gì đó ha, để chúng ta vào được. Rồi, ví dụ bây giờ tôi ở đây tôi cũng chia sẻ luôn thử đi các bạn. Tôi đây là cái máy này, máy bên trong, tôi nói thêm một chút nữa. Cái máy bên này các bạn thấy này, nó bình nó không thông được với máy 208 trong đây, 207 trong đây, thì tức là có thể làm đăng bị firewall. Các bạn tắt firewall thì nó bình được, lúc này mạng chúng ta đã thông rồi các bạn. Rồi là chúng ta chưa tắt firewall nên nó bình không thông nè. Turn off nè. Bỏ cái chọn đây nha. Ok. Sau khi chúng ta ok xong, chúng ta về cái máy 203 thử coi. Đấy, các bạn thấy nó là bình thông lúc nãy do firewall các bạn ha. Tôi nói thêm chút này. Rồi bây giờ chúng ta đứng từ đây, chúng ta đang share dữ liệu nhé. Đây này 2008. Rồi chúng ta cũng chia sẻ luôn.
property đây. Chúng ta chọn nút share đi ha. Append. Chúng ta phải share lúc nãy 208 bên quên 203 nhưng tôi chưa chọn nút share các bạn nên là các bạn không vào được. F21 toàn quyền low. Share thử mà, ta share full luôn. Add cho nó cái quyền F21 được truy cập, mọi người được truy cập ở đây luôn. Chứ nếu không là nó không vào được đâu các bạn. Cái quân này là ba các bạn thấy đấy, mặc dù lúc nãy chúng ta thấy nhưng chúng ta không vào được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua quân này, chúng ta truy cập 203 này. Chúng ta truy cập sang cái máy 1.1.1.2 ha, sang máy client ở bên trong mạng LAN thử rồi. Đấy các bạn thấy nó đã vào được rồi này. Rồi, cái máy này lúc nãy chúng ta các bạn đứng từ đây mà các bạn không truy cập vào đây được là do lúc nãy tôi chưa share các bạn. Tôi mới chọn chức năng security để cho truy cập thôi. Xe tôi bị chặn nó xe này. Hết được one luôn ha. Đó, một chia sẻ ha, tôi chia sẻ nó. Rồi ok. Rồi bây giờ tôi đứng được bên này tôi chỉ cần thử lại thử. Rồi nó vào. Nếu không được chúng ta phải có cái quyền bắt buộc cho nó, chúng ta sẽ tạo ra một cái username bắt buộc. Và hay là ba các bạn tạo ra một cái username. Nhấp phải My Computer ha, chọn Manager. Tôi set cho nó cái password luôn đi các bạn. Rồi ok. Tại vì chút này anh lại không có password vào mà. Rồi chúng ta ok. Đấy các bạn khi mà có username password được thì các bạn sẽ vào được. Và rồi tự tạo thêm một thử rồi. Đó tạo hai folder với cái text document. Chúng ta vào đây coi nó có không ha. Các bạn thấy này, nó đã vào rồi ha. Tương tự bên đây chúng ta chỉ cập lại 1.2. Tạo folder thử rồi. Bây giờ không tạo text document mà tạo là bitmap email. Rồi chúng ta vào đây thử coi. Rồi ha, như vậy là quá trình cấu hình NAT thành công các bạn. Rồi, bài của tôi tới đây kết thúc, các bạn có thể tham khảo. Thắc mắc thì các bạn cứ đưa qua cái Facebook là Trần Trọng Toán IT Amoc facebook.com.